Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 294. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong, đó là bạn Lê Đức Nhã, bạn đã donate cho Tiến Phong qua Momo ủng hộ bộ truyện Xích Tâm, và một bạn có đuôi tài khoản rất đẹp là 668 ngân hàng MB. Có donate cho Yêu Tôn và Xích Tâm. Tiến Phong chân thành cảm ơn các bạn nhé. Ở tập này thì mình cũng đã đọc trước và up off. Hy vọng là buổi tối sẽ là có thêm một tập nữa như hôm trước, ngắn ngắn thôi. Ok, và bây giờ thì mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 294. Bẩm bệ hạ, đã quất roi đủ 50 cái. Trên quảng trường đằng trước Thái Miếu, thống sự Tào Giai của Xuân Tử Quân tự tay thực hiện hình phạt đáp hình cuối cùng đã kết thúc. Việc này là một loại tra tấn đối với người chịu phạt, mà người đứng xem làm sao không hãi hùng khiếp vía. Lúc này sắc mặt của hai vị huân tước quỳ trên mặt đất trắng bạch y như nhau. Thân thể lõa lộ của hai người đều có vết roi đánh màu xanh tím đan xen, dữ tợn như hình con rắn bò ngang dọc trên người. Đáp hình chia là 19 cái một đằng, tổng 5 đằng, phạt nhiều nhất là 50 roi. Trên nguyên tắc đây là hình phạt nhẹ nhất, nhưng mà người thực hiện hình phạt cố ý muốn đánh chết kẻ tội phạm cũng không khó. Tào Dài giơ tay phải sang ngang, đợi thái giám đứng bên cạnh lấy roi đi, mới xoay người trở về đứng trên đài cao. Tề Thiên Tử nói: "Đứng lên đi." Điền Hy Lễ và Liễu Ứng Kỳ mới từng người mặc quần áo lảo đảo đứng dậy. Thực lực và tu vi hai người bọn họ không giống nhau. Tào Giai là người thực hiện hình phạt lần này đã khống chế lực lượng rất tốt. Từng roi đánh vào trên người bọn họ cũng lần lượt hạn chế ở cảnh giới thần lâm và ngoại lông. Cho nên lúc này hai người bọn họ đều lảo đảo sắp ngã. Thiên Tử lại nói: "Nếu đứng không vững thì có thể nghỉ ngơi một lúc." "Cảm ơn ân điển của bệ hạ." Điền Hy Lễ chắp tay nói: "Thần có thể đứng vững." Liệu Ứng Kỳ cũng nói: Thần cũng bụp một tiếng. Chưa nói hết câu, người đã ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà vừa ngã xuống lập tức giật bắn mình đứng lên, giống như trên mặt đất có bàn trông, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra. "Thần đứng vững được." Hắn cắn răng nói. Thanh Dương Tử đi bắt Liễu Khiếu còn chưa về. Chuyện nhà họ Điền, nhà họ Liễu cũng chưa kết thúc. Trong thời điểm như thế này, ai cũng không muốn rời đi. Ở lại nơi này vẫn còn có cơ hội có thể tranh thủ. Nếu là rời đi, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh. Thiên Tử không nói chuyện nữa. Các quan lại cũng yên lặng. Bầu không khí trước Thái Miếu trở nên yên tĩnh và áp lực. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả. Không lâu sau, có thay giám chạy bước nhỏ tới đài cao, nơi người dân bình thường đang đứng, nhỏ giọng nói cái gì đó. Đại khái giống như nói có thể rời đi. Phần lớn người dân lập tức rời khỏi. Vẫn là có một số người ở lại hiện trường. Các quan lại huân quý tham gia hội nghị thì không được may mắn như vậy. Bọn họ cần phải ở nơi này chờ kết quả. Mặt trời dần dần di chuyển, quá trình này vô cùng dài lâu, cho tới khi một dáng người áo xanh cầm kiếm dài, xách theo một người, chậm rãi đi vào quảng trường. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất kể là như thế nào, cuối cùng cũng đã có kết quả. Đám người nôn nóng đầu tiên chỉ chú ý tới Thanh Dương Tử, sau đó mới chú ý tới người bị hắn xách trong tay. Người đó cúi mặt xuống đất, tóc dài rối tung, xõa rượi, 10 ngón tay, 2 bàn tay giao nhau, cổ tay bị một sợi dây buộc chặt. Khương Vọng xách đằng sau đai lưng của hắn, một đường đi tới như vậy. Có người không nhịn được cau mày. Bất kể Liễu Khiếu như thế nào, ông ta cũng là một vị cường giả thần đâm. Cường giả phải có tôn nghiêm.
Khương Vọng, ngươi làm thế nào mới có thể trói được Liễu Khiếu? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết hay sao? Thực sự cho rằng mình là nội phủ đệ nhất thiên hạ thì có thể coi thường thần lâm được sao? Sách tu sĩ thần lâm Liễu Khiếu như sách một con gà, thực sự khiến cho người khác bất mãn. Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ cũng vô cùng đồng cảm, giống như là bản thân cũng là phải chịu cái nỗi nhục nhã lớn này. Hôm nay hắn đã lộ chịu phạt, cường giả thần lâm của Liễu gia bị sách như thế đến gặp vua, mặt mũi của nhà họ Liễu đã bị dẫm đạp xuống bùn. Nhưng mà ông ta nhìn Khương Vọng, phát hiện bản thân thế mà không hề tức giận. Không phải việc này không đáng tức giận, không phải là bởi vì hôm nay Khương Vọng nổi bật cho nên ông ta không dám tức giận, mà là ông ta đột nhiên phát hiện bản thân thực sự không tức giận nổi. Họ Liễu đã như vậy, họ Liễu đã như thế, bị dẫm đạp vài phát thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Ông ta nghĩ ông ta nên chấp nhận sự thật. Ánh mắt Cao Xưng Hầu, Điền Hy Lễ thì hoàn toàn khác. Chỉ là ánh mắt của ông ta cũng không có đặt trên người Khương Vọng, mà trước sau luôn nhìn chằm chằm Liễu Khiếu, sát ý mãnh liệt, hận đến nỗi muốn uống máu ăn thịt kẻ này. Ánh mắt người khác như thế nào, Khương Vọng không để ý. Hắn thong dong cất bước, bước đi trên quảng trường rộng lớn, kiếm quán ở trong vỏ kiếm. Trước khi vào thành, đã cất kiếm vào vỏ. Đây là một loại thái độ. Vốn dĩ hắn có thể cầm kiếm vào thành, biểu hiện hắn và Điền An Bình đã từng rằng co. Nếu là thiên tử hỏi tới việc này, nhân cơ hội có thể dễ dàng nói xấu Điền An Bình. Nhưng một là liệu thiên tử có vui khi thấy điều này hay không, hai là trừ việc ở trong thế giới ẩn tinh, hắn và nhà họ Điền không có thủ án. Tranh chấp ở trước cửa thành tức thành là bởi vì phải thực hiện lệnh vua. Bản thân hắn không có lý do đối đầu với Điền An Bình. Hắn thực sự không cần thiết, cũng hoàn toàn không nguyện ý gây thù chuốc oán với một gia tộc có danh tiếng lâu đời đỉnh cấp. Hắn đi đến vị trí trung ương của quảng trường, thả Liễu Khiếu xuống, đỡ ông ta đứng dậy. Liễu Khiếu bèn ngơ ngác đứng yên. Như vậy, tất cả mọi người đều nhận ra trạng thái của Liễu Khiếu không bình thường. Khương Thanh Dương nào có ý nhục nhã Liễu Khiếu, mà căn bản là Liễu Khiếu không thể tự chủ động vận động, chỉ có thể bị sách đi. Khương Thanh Dương, Liễu Ứng Kỳ hơi thở yếu ớt, nhưng mà đột nhiên bước lên trước một bước, rồi lại đứng sững lại. Cuối cùng là không có dám vi phạm, mạo phạm. Khương Vọng lúc này mới hành lễ nói. Bệ hạ, Khương Vọng may mắn không làm bệ hạ thất vọng. Thanh Dương Tử, Giang Nhữ Mặc ra tiếng hỏi. Liễu Khiếu đây là bị làm sao? Tất nhiên không phải ông ta không nhìn thấy trạng thái của Liễu Khiếu. Ông ta hỏi như vậy là muốn hỏi tại sao Liễu Khiếu biến thành cái dáng vẻ này. Ông ta cũng biết. Khương Vọng nói. Khi ta vội vã tới Tức Thành, Liễu Khiếu đã là dáng vẻ này, bị treo lơ lửng trên cửa Tức Thành. Ta đỡ ông ta xuống xong trực tiếp mang ông ta về Lâm Chi, ở trên đường chưa từng trì hoãn. Đủ loại quan lại huân quý ở đây đều rất xúc động. Liễu Khiếu thế mà không phải tự trói mình tự chịu tội, mà đã bị bắt lấy trước khi Khương Vọng đuổi tới. Hơn nữa thần trí có vẻ đã bị tổn thương. Vậy Điền An Bình đâu? Giang Nhữ Mặc hỏi. Khương Vọng đáp. Còn may là chưa bị tổn thương. Và lúc này ánh mắt của Điền Hy Lễ bất chợt tỏa ra sự vui mừng đến cực hạn. Cũng không biết là tình cảm thực lòng hay là có cố ý tỏ ra như vậy. Mà Liễu Ứng Kỳ lập tức xoay người, bái lạy với thiên tử nói. Bệ hạ, nhà họ Điền phản bội giao ước, Điền An Bình dám vi phạm mệnh lệnh phá cảnh. Có thể nói phản ứng của ông ta rất nhanh, nhưng mà đã là muộn rồi. Từ lúc bắt đầu Liễu Khiếu cố ý xông vào Tức Thành đã là một bước đi sai lầm. Đủ loại dãy dụa của Liễu Ứng Kỳ trong giai đoạn trong đại điển hôm nay cũng giống như là hình ảnh thu nhỏ của mười mấy năm dãy dụa gần đây của ông ta. Ông ta đã dốc hết tất cả khả năng của mình có, một lòng muốn khôi phục vinh quang cho nhà họ Liễu. Nhưng mà Liễu Thái Gia và Liễu Thần Thông lần lượt đã chết rồi, đã chặt đứt cái gốc của nhà họ Liễu từ lâu. Dãy dụa ra sao cũng là vô ích. Thiên tử hỏi. Thanh Dương Tử, theo cách nhìn của ngươi, tu vi Điền An Bình này như thế nào? Khương Vọng tỏ vẻ trung lập nói. Ông ta hẳn vẫn còn là nội phủ.
nhưng đã vượt qua sự lý giải của thần về nội phủ cảnh. Theo cách nhìn của thần, ông ta đã luyện nội phủ phòng ở trong tức thành. Trên thực tế, một màn nội phủ phòng bay lên trời cũng là do Điền An Bình chủ động choán xem, gần như là lời giải thích cho ông ta ở trước Thái Miếu trong giờ phút này. Dựa vào việc này có thể thấy, Điền An Bình chưa phải hoàn toàn điên cuồng. Trong lòng các quan lại hân quý trên quảng trường vô cùng phức tạp, không nói thành lời. Điền An Bình này bị đánh vỡ Kim Nhu Ngọc Tùy, hủy diệt Thánh Lâu, lại bị áp chế 10 năm. Thế mà có thể khai phá ra thứ mới cảnh giới nội phủ này. Người tài trong thiên hạ nhiều như vậy, nếu chỉ cần mới mẻ, ngược lại cũng hoàn toàn không khó. Khó chính là vừa mới mẻ mà vẫn đủ mạnh đây. Có thể biến Liễu Khiếu có tu vi thần lâm thành dáng vẻ như thế này, Điền An Bình sao lại không mạnh chứ? Từ nội phủ, ngoại lâu đến thần lâm là con đường tu hành chính thức mà bậc tiên hiền của nhân tộc rèn luyện ra từ vô số năm tháng tới nay. Theo cách nhìn của Giang Nhữ Mặc, Điền An Bình chẳng phải khai phá con đường mới, càng giống như là bị giới hạn trong tu vi nội phủ, bèn nhảy ra khỏi sự hạn chế của tu vi. Trước tiên tăng lên sức chiến đấu, xét thấy y đã từng luyện thành thần lâm, lại có tài tuyệt thế, quả thực có khả năng làm được chuyện này. Đến nỗi tình huống cụ thể, ông ta chưa chính mắt nhìn thấy, cũng có thể phán đoán. Chỉ là thủ đoạn biểu hiện ra ngoài của nội phủ này quả thực không thể tưởng tượng. Phía bên trên bệ son, Thiên Tử nói: "Khanh thay chậm đi, thay chậm nhìn. Nếu Điền An Bình chưa phá cảnh, vậy tức chưa vi phạm mệnh lệnh. Đến nỗi Liễu Khiếu này..." Liễu Ứng Kỳ lo sợ nghi hoặc mà cầu khẩn, ngẩng lên nhìn. Trong thời khắc quyết định vận mệnh, Liễu Khiếu, người đề cập tới, cũng vẫn đứng sững người ngơ ngác tại chỗ, hơi hé miệng, hai mắt trợn to, dường như là còn đang rơi vào trong tình huống khủng khiếp nào đó. Rõ ràng rành là tu sĩ thần lâm, mà lúc này cũng không biết hẳn hắn đang sợ gì. Quả thực là một loại đau buồn. "Tuyên Hoài Bá dẫn về nuôi đi." Thiên Tử than nhẹ một hơi gần như là không thể nghe thấy, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tự đi ra ngoài. Hàn Lệnh đang im lặng đứng bên hầu bệ hạ, vội vã đuổi theo, kêu lớn: "Khôi Giá!" Mà Liễu Ứng Kỳ lần nữa quỳ xuống, dập đầu xuống đất thật mạnh: "Cảm tạ ân điển của bệ hạ." "Khương Vọng giành được nội phủ đệ nhất thiên hạ ở trong Hoàng Hà Hội, là ngươi đúng không?" Trong Thái Hư Ảo Cảnh, trong thư của Ninh Kiếm Khách đặt câu hỏi như vậy. Khương Vọng còn chưa kịp hồi đáp đã nhận được lời khiêu chiến. Tất nhiên hắn sẽ không có từ chối. Khống chế Luận Kiếm Đài, đâm thẳng vào Tinh Hà. Từng trải qua Thiên Hạ Hội ở trên Quan Hà Đài, lại một lần nữa nhìn thấy hai tòa kiếm đài kết hợp, rất là xúc động. Nhìn kỹ Tinh Hà lộng lẫy này, há chẳng phải là một loại Trường Hà khác sao? Chỉ là cái loại người lấy Quan Hà Đài để chấn áp Trường Hà, lại dùng thứ gì để chấn áp Tinh Hà? Nghĩ tới phù lục kia, xâm hải nguyên giới, thế giới ẩn tinh. Chỉ là một cái bí cảnh thất tinh mà đã liên kết với nhiều thế giới thiên ngoại như vậy. Thế giới thiên ngoại hẳn là nhiều như là sao trời. Vì sao gọi thế giới hiện thực là hiện thế? Tạm dừng suy nghĩ đó không nghĩ tiếp. Đối thủ Ninh Kiếm Khách đã cầm kiếm đâm tới. Kiếm thuật của nàng ta có thể nói là đỉnh cao. Chỉ bằng kiếm thuật đã không thua các thiên kiêu tuyệt thế trong Hoàng Hà Hội. Sau khi Khương Vọng thử dùng kiếm, kiếm thức đắc ý đã được thăng hoa và kiếm thức tương tư, bèn dùng nhất thức nhân tự kiếm, tự lập kết thúc chiến đấu. Cũng không phải là nhân tự kiếm quán đã siêu thoát tuyệt đỉnh, thắng được tuyệt kiếm bí thuật bí truyền của sư môn Ninh Kiếm Khách. Nhất thức nhân tự kiếm này hẳn đã khó khăn lắm mới bước vào ngạch cửa cảnh giới nội phủ tuyệt đỉnh. Chỉ là biểu hiện thắng hơn tuyệt kiếm thuật một phần trong cảnh giới này mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn và Ninh Kiếm Khách đã giao đấu quá nhiều lần. Ở trong mắt của hắn, lựa chọn Ninh Kiếm Khách ít khi ra ngoài dự đoán. Mà sau Hoàng Hà Hội, thực lực hắn đã khiến cho Ninh Kiếm Khách cảm thấy vô cùng xa lạ. Yên lặng chờ một lúc, Ninh Kiếm Khách lại lần nữa xông tới.
kiếm thuật bị thua, tất nhiên Ninh kiếm khách không thể nhẫn nhịn. Lúc này đây Khương Vọng trực tiếp mở ra hỏa giới, mở ra kiếm tiên nhân, tứ phù đồng diệu, sử dụng một kiếm tuyệt điên. Chiến đấu lập tức kết thúc. Ninh kiếm khách bất khuất của ngày xưa, lúc này đây không tiếp tục khởi xướng khiêu chiến nữa. Chỉ có một con hạc giấy bay tới, mở hạc giấy ra, chỉ nhìn thấy bốn chữ: quả nhiên là ngươi. Chê cười rồi. Khương Vọng rất khiêm tốn hồi âm. Trong khoảng thời gian đi tham dự Hoàng Hà hội này, hắn đã rớt khỏi vị trí đệ nhất Thái Hư nội phủ. Nhưng mà không sao, hiện tại đệ nhất Thái Hư nội phủ hẳn đã bị hắn đánh mà phát sợ rồi. Kỳ thực hắn không phải là cố ý phá hủy sự tự tin của Ninh kiếm khách, chỉ là hắn cũng rất muốn thử xem cái sự chênh lệch quán trước khi đi quan Hà Đài và sau khi đoạt giải nhất Hoàng Hà hội lớn tới cỡ nào. Vừa lúc Ninh kiếm khách chính là một tiêu chuẩn đo lường rất tốt. Đợi một lúc, Ninh kiếm khách không có hồi âm, hắn đã rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Nhưng mà thực ra có một con hạc giấy màu xanh nước biển nhẹ nhàng bay tới. Là thư của Tả Quang Thủ. Nếu như có thể tìm một cái nguyệt tòa cho An An và Thanh Vũ, vậy thì về sau viết thư sẽ tiện hơn rất nhiều so với Vân Hạc. Chỉ là sợ đến lúc đó An An gửi thư quá mức thường xuyên, hắn bận việc tu hành, không có nhiều thời gian trả lời thư. Đương nhiên trong lòng hắn chưa nghĩ ra làm thế nào mà có thể lấy được nguyệt tòa. Lần sau có cơ hội gặp lại, thử hỏi Hư Trạch Phủ xem. Nghĩ như vậy, mở ra hạc giấy trong tay. Bức thư rất ngắn, chỉ có 7 chữ: chúc mừng ngươi, thiên hạ đệ nhất. Khương Vọng vút cằm. Câu chúc mừng này nên nói sớm hơn. Tin tức sở quốc không thông suốt như thế nào, cũng không biết hắn ta có biết ta giúp hắn trả thù Hạng Bác hay không. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên viết hồi âm. Ồ, ngươi cũng biết sao? Vốn dĩ ta không muốn nói. Lưu loát viết mấy ngàn câu, múa bút thành văn, viết tất cả những điều không muốn nói một lần. Không có cách nào. Rốt cuộc Khương An An còn nhỏ tuổi, lý giải thế nào ở trong thiên hạ chưa đủ sâu sắc. Cho dù hắn giảng giải tỉ mỉ, cô bé cũng rất khó hiểu được hàm kim lượng của vị trí đệ nhất thiên hạ này. Còn với Tả Quang Thù thì không có sự lo lắng này. Tên này xuất thân rất tốt, kiến thức rộng rãi, tu vi quán ta cũng đủ, thực sự có thể hiểu rõ đệ nhất Hoàng Hà hội lần này là mạnh cỡ nào. Khi hạc giấy màu xanh nước biển này bay trở về, tựa hồ đôi cánh trở nên nặng nề thêm rất nhiều. Phi tiên vạn dặm nào ai biết, hiếm khi hoang đường gửi giấy mỏng. Giờ phút này Tả Quang Thù xa ở sở quốc, nhìn bức thư dài rậm rạp chữ viết trong tay, có xúc động ngay lập tức xé tan nó. Trên đường đi không tiện lắm, cho nên sau khi trở về sở quốc thì hắn mới viết thư chúc mừng. Vốn dĩ hôm nay muốn nói chuyện một lúc, quanh co lòng vòng cảm ơn vài câu, hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng này. Cái gì mà kêu ngươi cũng biết sao? Ta lại còn có thể không biết sao? Ta nhìn thấy mà. Ngươi giỏi lắm. Ta tận mắt nhìn thấy một lần, ngươi lại dùng lời văn miêu tả một lần cho ta, giúp ta nghĩ lại à? Lại còn bắt đầu miêu tả từ chiêu thứ nhất nữa chứ. Sao ngươi không bắt đầu viết từ lúc ngươi xuất phát đi? Không đúng. Cái gì kêu? Ta tùy tiện nhìn thoáng qua đã thấy sơ hở của tên Hạng Bác kia. Lại còn cái gì kêu? Tần Chí Trần khóc lóc thảm thiết cầu xin ta buông tay. Ngươi nghĩ ta mù à? Tả Quang Thù mặt không chút biểu tình, vung bút viết. Dài quá, không đọc. Cho tới khi đột nhiên nhận được lời mời quyết đấu, thiếu niên này mới cười ha ha, đắc ý rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Từ Đông Tề tới Nam Sở vẫn là tương đối xa xôi. Cũng may Thái Hư huyễn cảnh bao trùm khắp thiên hạ, ở một phương diện nào đó có thể xóa bỏ khoảng cách địa lý. Cũng không phải là trước kia không ai có thể làm được việc này, thậm chí có không ít người có thể làm được việc này, nhưng mà đều là cường giả cái thế. Một trong các ý nghĩa của Thái Hư huyễn cảnh chính là rất nhiều người có tu vi bình thường cũng có thể thông qua Thái Hư huyễn cảnh mà liên kết ngàn vạn dặm, làm lơ là khoảng cách. Có lẽ về sau người thường cũng có thể như vậy sao? Trong lòng Khương Vọng nảy ra suy nghĩ như thế, lắc đầu với bức thư trong tay, khiển trách người trẻ tuổi bây giờ một chút. Sau đó cũng rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Đương nhiên hắn cũng không phải là hoàn toàn là muốn khoe khoang trước mặt trẻ con. Hắn chỉ là không muốn việc
hắn ấn diễm hoa lên mặt Hạng Bắc trở nên quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cảm xúc nhẹ nhàng khi hắn và Tà Quang Thủ nói chuyện với nhau. Lúc này Khương Tước Gia đang ở trong nhà quán ở phường Giao Quang, thành Lâm Trì, hưởng thụ cái sự an bình hiếm có. Dinh thự mà thiên tử ban tặng lộ rõ sự cao quý sang trọng. Tất cả trang trí kết cấu đẹp sang, không cần phải nói. Nơi quan lớn quý nhân tụ tập như là phường Giao Quang, hơn xa loại địa phương như là phường Dư Lý. Từ một góc độ đơn giản nhất, cứ mỗi năm người vệ sĩ thay phiên trông coi ở phường Giao Quang, chắc chắn có một người siêu phàm. Tỷ lệ này thậm chí còn vượt qua rất nhiều quân đội tinh nhuệ. Mà phường Dư Lý có lẽ cũng chỉ có 4-5 tên tu sĩ siêu phàm phụ trách. Tuy rằng theo lý thuyết, người ở phường Dư Lý thường càng cần những vệ sĩ này bảo vệ hơn là người ở phường Giao Quang. Trong các nhân vật lớn sống tại Giao Quang, Khương Vọng có thể nghe thấy hai vị danh tiếng lừng lẫy như sấm bên tai. Một là vị Sóc Phương Bá Bảo Dịch, còn một vị là Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An. Sóc Phương Bá không cần phải nói, Khương Vọng đều đã từng gặp hai người con trai của ông ta, Bảo Bá Chiêu và Bảo Trọng Thanh. Nhưng thực ra Khương Vọng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trở thành hàng xóm của Tạ Bảo Thụ. Đây cũng rất là bình thường. Tuy rằng Lâm Chi rất lớn, nhưng mà so với người dân của Đại Tề Đế Quốc xưng bá Đông Vực mà nói, nó vẫn cứ là chật chội. Mà trong thành Lâm Chi rộng 300 dặm, khu vực trung tâm chân chính cũng chỉ là tấc đất Đạo Nguyên Đạo. Khu vực trung tâm chân chính cũng chỉ là tấc đất tấc Đạo Nguyên Thành. Các quan lớn phú quý khó tránh khỏi chen chúc ở cùng một chỗ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đương nhiên, nói là như vậy. Khương phủ tọa lạc ở đoạn đường bên cạnh phường Giao Quang. Nếu muốn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy với Tạ phủ ở đoạn đường trung tâm vẫn là có chút khó khăn. Rốt cục Lâm Chi rất lớn. Nói là giờ phút an bình hiếm có, nhưng mà Khương Vọng cũng không để bản thân rảnh rỗi. Cần phải tu hành thì không bỏ qua một chút nào. Cho nên mới tiến vào Thái Hư huyễn cảnh ngay vào lúc này. Hôm nay đã thử kiếm xong, Khương Vọng lại thăm dò nội phủ trong phòng một lúc, tinh tế trải chuốt cô đảo thiên địa một lượt mới từ bỏ. Sau đó thong thả ung dung đẩy cửa đi ra ngoài. Là thời điểm nên đi nội phủ kho của thiên tử lựa chọn siêu phàm đạo thuật. Hắn còn chưa thấy một pháp khí cấp bậc nội phủ trong nội kho của thiên tử đâu. Nội kho của thiên tử cũng ở bên trong tề cung, hơn nữa thuộc về khu vực quan trọng. Đạo thuật hoàng giai mà Trọng Huyền Tuân được ban cho là trực tiếp lấy ra từ nội kho. Sử dụng có thích hợp không thì khó mà nói. Bản thân Trọng Huyền Tuân cũng không thiếu đạo thuật mạnh. Khương Vọng lại có thể tự đi nội kho lựa chọn đạo thuật hoàng giai. Đương nhiên hắn phải cẩn thận lựa chọn một cái hợp lý nhất. Thông thường đạo thuật được chia làm 4 đẳng, 12 phẩm, bao gồm tất cả đạo thuật cùng bậc mà người tu hành có trước khi thần lâm. Đạo thuật vượt trên 4 đẳng 12 phẩm lại chia làm 4 giai là thiên, địa, huyền, hoàng. Từ góc độ này cũng có thể thấy được, quả thực trước và sau khi thần lâm tồn tại khoảng cách rộng như là một trời một vực. Cho nên kết quả cuộc đấu giữa Điền An Bình và Liễu Khiếu mới không tầm thường, khiến cho người khác ngạc nhiên sợ hãi. Cho dù hắn đã từng tiến vào thần lâm, có tầm mắt của thần lâm hàng thật giá thực, có lẽ còn giữ lại một ít thủ đoạn của thần lâm. Một trận chiến này cũng khiến cho người khác cảm thấy hết sức không chân thật. Bản thân Khương Vọng cũng suy nghĩ hồi lâu, từng thảo luận với Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên và Yến Phủ, cuối cùng vẫn là nghĩ tới đội phủ không bình thường của Điền An Bình. Đáng tiếc tuy rằng hắn tò mò, nhưng mà cũng không muốn đi Tức Thành tỉ mỉ quan sát, đành phải gác lại lòng hiếu kỳ. Nói như vậy, giới hạn ban đầu để tu hành hai giai đạo thuật huyền hoàng. Nói như vậy, giới hạn ban đầu để tu hành hai giai đạo thuật huyền hoàng chính là thần lâm. Còn giới hạn ban đầu để tu hành hai giai đạo thuật thiên địa là động chân. Nhưng mà có người trời sinh dị mạch, kẻ kỳ tài ngút trời có thể tự nghĩ ra đạo thuật cao giai, hoặc có thể có thiên phú khác, cũng có khả năng nắm giữ 4 giai đoạn đạo thuật này. Giống như Khương Vọng ở nội phủ cảnh đã nắm giữ được đạo thuật bát âm phần hải, thượng phẩm giáp đẳng cấp bậc ngoại lâu, có thêm tam muội chân hỏa hỗ trợ, thuật hỏa giới càng là tiếp cận siêu phàm. Đương nhiên thần thông vốn là khác lạ, bí thuật hỗn tạp thần thông không thể trộn lẫn với những đạo thuật khác, tất nhiên không thể so sánh. Trước đó đã thông báo
cho nên Khương Vọng mới đến bên ngoài cửa cung, đã gặp được Khâu Cát chờ ở đây. Khâu Cát mặc một bộ quần áo của thái giám Tư Lễ Giám, thong dong khoan dung, tươi cười đầy mặt, không hề có nóng vội, không kiên nhẫn. Khương Vọng vội vàng tiến lên hành lễ, nói: sao dám làm phiền công công đứng chờ? Khâu Cát tươi cười nói: ta cũng mới đến không lâu. Nói xong bèn nghiêng người tránh đường. Thanh Dương Tử, mời đi bên này. Cho tới nay, gã đã bày tỏ ý tốt với Khương Vọng rất nhiều. Một vị bình bút thái giám đứng chờ ở bên ngoài cửa cung, há là chuyện thường có thể nhìn thấy sao? Bọn họ chính là quyền viết thay thánh chỉ, ở một trình độ nào đó thì cũng có thể đại biểu cho thiên tử, có thể nhìn thấy đủ loại quen lại mà không cần hành lễ. Gã hành động như thế thể hiện lòng coi trọng Khương Vọng. Khương Vọng cũng không vì thế mà kiêu căng, ngược lại thái độ càng khiêm tốn. Mời công công đi trước, ta sẽ đi theo sau. Vệ sĩ cao lớn uy vũ đứng im bên cửa cung, hoàn toàn không nhìn thêm Khương Thanh Dương vang danh khắp thiên hạ một cái. Tính ra Khương Vọng có chức vụ võ sĩ tam phẩm kim qua, cũng có trách nhiệm canh chừng bảo vệ hoàng cung. Tất nhiên, nếu hắn phải canh giữ thì cũng là canh giữ cho tẩm cung của thiên tử, hoặc là chức từ cực điện. Lúc hoàng đế không ra mệnh lệnh, hắn bèn yên lặng đứng canh thực hiện nghi thức. Khi hoàng đế ra lệnh một tiếng, hắn sẽ xử lý tội thần. Đương nhiên việc này chỉ là nói miệng mà thôi, gần như là sẽ không có xảy ra. Khương Vọng mắt nhìn thẳng, đi theo đằng sau Khâu Cát, đi vào bên trong cửa cung. Nội kho của thiên tử tất nhiên là không phải là nơi mà lãnh cung như là Thanh Thạch Cung có thể so sánh được. 5 bước một tổ hộ vệ, 10 bước một trạm canh gác, để đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Khâu Cát đi ở đằng trước, hơi nghiêng người cười nói: lần trước ta cùng với Thanh Dương Tử đi thuật kho, không có nhiều người tranh giành, lúc này không biết có bao nhiêu người muốn cướp cơ hội này đây. May mà Hàn công công nói ta và Thanh Dương Tử quen biết, bèn gọi ta tới, biết bao nhiêu người hâm mộ ta. Không có ai không thích nghe nịnh bợ, trừ phi ngươi giống như là Khương Vọng, khen nịnh Tào Giai mất tự nhiên như vậy. Hiển nhiên Khâu Cát cực kỳ am hiểu việc này, nịnh bợ tự nhiên như là không. Tuy rằng Khương Vọng ngại ngùng nhận lời nịnh bợ, nhưng mà cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Công công quá lời rồi, ngài ở bên trong nội quan đã là người đứng đầu, kỳ thực có thể quen biết với ngài mới là may mắn của ta. Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi, trong khi nói chuyện đã tới nơi. Theo lý thuyết mà nói, nội kho của thiên tử là tài sản riêng của hoàng đế, tất nhiên đồ vật cất chứa trong đó càng là quý thêm quý. Nội kho chỉ tiêu thường là để cho hoàng đế hưởng lạc, nhưng đường kim tề đế thiên tử lại thường dùng nội kho trợ cấp quốc khố, chẳng trách quan lại trong triều khen là hiền quân. Có Khâu Cát đi cùng, bớt đi rất nhiều chuyện vặt. Hai người đi thẳng vào bên trong thuật kho của thiên tử. Ngọc Quang Bảo Đài hình dáng như đồng hồ cát, trải một hàng dài trong tầm mắt. Mỗi một tòa Ngọc Quang Bảo Đài đều đại diện cho một môn đạo thuật hoàng giai, san sát như rừng. Trên bảo đài có lưu quang cháo dậy đậy nên, khiến cho người ta nhìn không rõ vật ở giữa. Nhưng ở trên trụ đài có khắc giới thiệu của đạo thuật bờ trong, rực rỡ muôn màu, khiến cho Khương Vọng lựa chọn đến hoa cả mắt. Đạo thuật hoàng giai đã là cấp bậc thần lâm, tuy rằng hiện tại hắn còn chưa thể nắm giữ, lại cũng nên bước nền tiêu chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cục hắn không bằng những người xuất thân thế gia có bối cảnh thâm hậu, cứ đến cấp bậc gì thì sẽ có bí pháp tương ứng để mà tu luyện. Hắn đã có Diễm Hoa Phần Thành làm dự trữ, cho nên phải cẩn thận lựa chọn đạo thuật hoàng giai mới, tốt nhất có thể bổ sung cho Diễm Hoa Phần Thành. Hắn vòng đi vòng lại nhìn hồi lâu, Khâu Cát mới ra lên tiếng: Thanh Dương Tử có cần trợ giúp không? Càn Dương Chi Đồng lấy được ở trong quốc khố lần trước dùng rất tốt, lần này không phải là Khương Vọng không định nhờ Khâu Cát hỗ trợ, chỉ là thứ nhất hắn không đến nỗi không biết xấu hổ như vậy, thứ hai là cũng không rõ Khâu Cát có đủ hiểu biết đạo thuật trong nội kho của thiên tử hay không. Nghe thấy lời này, hắn lập tức nói: Khương Vọng cầu mà không được. Khâu Cát mỉm cười nói: Thanh Dương Tử không ngại, cứ nói ra yêu cầu. Tốt nhất là đạo thuật loại vây trói chế địch,
Ý nghĩ của Khương Vọng rất rõ ràng và chính xác. Khâu Cát ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nói ra thì thật là trùng hợp. Có một môn đạo thuật rất phù hợp với yêu cầu của ngươi. Hắn đi qua một đám ngọc quang bảo đài. Đi 19 bước sau đó dừng lại. Môn này. Khương Vọng đi tới phụ cận nhìn xem mới biết Khâu Cát nói trùng hợp là có ý gì. Môn đạo thuật hoàng giai này thình lình lại do Cửu Dương truyền lại. Là tên Long Hồi. Ngọc Quang Bảo Đài viết rằng thân người có cột sống là Long, có thể dẫn tám phong làm hộ, khiến cho Long nằm, lệnh hổ ngồi, vì thế người thành ngục tù. Cuối cùng thì nói thuật này truyền thừa từ Hoàng Thất Cựu Dương. Xem câu văn, cái gọi là Long Hổ thực là ý khóa Long tù hổ. Khương Vọng vẫn nghĩ một lúc bèn nói. Khương Vọng tất nhiên là tin được ánh mắt của Khâu Công Công. Vậy chọn đạo thuật này đi. Khâu Cát mặt trắng không dâu, cười rộ lên cho người ta một loại cảm giác vô cùng bình thản. Gã lấy ra một quả lệnh ấn, ấn lên ngọc quang bảo đài. Liêu quang cháo kia lập tức lộ ra năm màu, bảo quang hạ xuống bốn phía. Thò tay vào là được, Khâu Cát nói. Vì thế Khương Vọng duỗi tay ấn vào trong đó. Hắn không nhìn thấy rốt cuộc là bên trong lưu quang cháo có cái gì, nhưng mà khi bàn tay thò vào, có tin tức phức tạp lưu truyền ở trong tim. Không chỉ có Long Hổ, mà còn có phân tích và tâm đắc sử dụng của lại lịch đại cường giả đối với thuật này. Thật lâu xong, Khương Vọng hồi tình. Như thế nào? Khâu Cát cười hỏi. Khương Vọng nói, tuyệt không thể tả. Cựu Dương không hổ là đế quốc đã từng thống nhất một vực. Trong thế giới tu hành thay đổi các loại đạo thuật nhanh như vậy, bất kể Càn Dương Chi Đồng hay là Long Hổ thì đều vẫn là chưa quá hạn, đều vẫn khiến cho Khương Vọng cảm thấy tinh vi tuyệt diệu khôn kể. Khâu Cát khẽ mỉm cười. Thành Dương Tử vừa lòng thì tốt rồi. Khương Vọng vẫn luôn không biết vị Khâu Công Công này là tu vi gì. Hiện tại xem ra chỉ ít cũng là cảnh giới thần lâm rồi, mà còn có 7 vị bình bút thái giám giống nhắn vậy. Bên trong nội quan thực là tàng long ngọa hổ. Hai người rời khỏi thuật kho, lại đi khí kho. Lúc này đây hắn không tiếp tục nhờ Khâu Cát trợ giúp, mà tự mình lựa chọn hồi lâu. Thời gian càng lâu hơn so với khi ở bên trong thuật kho. Cuối cùng là chọn một cái kim lũ y. Quần áo pháp khí cấp bậc nội phù này có lực phòng ngự rất mạnh, lại vô cùng đẹp, là hắn chuyên môn chọn cho An An. Mà trước mắt ở Lâm Tri, hắn cũng không muốn là cho quá nhiều người biết sự tồn tại của An An. Mà Khâu Cát thì cũng không hỏi gì, đắn đo khoảng cách vô cùng tinh chuẩn, luôn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, không có cảm giác bị mạo phạm. Chỉ đợi sau khi Khương Vọng cất xong kim lũ y, khẽ cười nói, Thành Dương Tử cần phải trở về. Lưu luyến nhìn thoáng qua khí kho khép lại cánh cửa lớn, Khương Vọng thở dài, đi thôi. Lần sau lại đến cũng không biết là khi nào nữa. Sau khi trải qua quốc khố của Đại Tề và nội kho của Thiên Tử, Khương Vọng tự cho là đã từng trải, từ nay về sau sẽ không bị một số cái gọi là bảo vật làm hoa cả mắt. Khâu Cát vẫn luôn đưa Khương Vọng ra ngoài cửa cung, mới đến, mới trên mặt mang nở nụ cười rực rỡ. Rời đi, Khương Vọng một mình đi vài bước, đột nhiên khẽ nhướng mắt, phía trước đã đứng một ông già. Thành Dương Tử. Ông già mặc quần áo thái giám màu đen nhạt, đứng nghiêng một góc cửa cung, nghiễm nhiên sắp biến mất trong sắc trời đang tối dần. Ông ta cúi người hành lễ với Khương Vọng. Cung chủ nhà ta có lời mời. Trên khuôn mặt ông lão có nếp nhăn thật sâu, cũng không có lòng còng lưng, thế nhưng trong đôi mắt lại hơi tăm tối, giống như là lưu ly bị treo phủ bởi một gốc cây vậy. Cung vệ ở cách nơi này không xa. Khâu Cát mới vừa rời đi không bao lâu, mà trong đó vẫn thuộc về Hoàng Cung Đại Tề, cũng không biết là có bao nhiêu cường giả bảo vệ nữa. Thế nhưng Khương Vọng vẫn cảm giác được nguy hiểm. Cái cảm giác nguy hiểm phát tán từ trên người ông lão kia. Thế nhưng mục tiêu không phải là hắn. Khương Vọng hỏi, vị cung chủ nào? Trường Sinh, ông lão nói. Cung chủ Trường Sinh Cung, Khương Vô Khí.
Vị hoàng tử Dũng hoàng thượng nhất này tại sao lại đột ngột mời mình? Bởi vì Trương Vịnh, hay là quán quân của Hoàng Hà Hội, hoặc là bởi Khương Vô Ưu? Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Vọng đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn hoàn toàn có thể từ chối. Hiện tại hắn cũng có tư cách từ chối lời mời của bất cứ vị hoàng tử nào, cho dù là thập nhất hoàng tử được tề đế yêu quý nhất cũng vậy. Thế nhưng hắn cũng chỉ gật đầu nói, nếu như thập nhất hoàng tử đã mời, thì vậy xin công công hãy dẫn đường đi. Mặc dù đã gặp mặt Khương Vô Khi mấy lần, trong quá trình cũng không có vui vẻ. Thế nhưng đối với vị hoàng tử Khương Vô Khí này, hắn cũng không có ác cảm. Ngược lại thì hắn còn rất tò mò nữa. Ông lão gật đầu làm lễ, sau đó quay người đi trước, dẫn Khương Vọng đi mấy bước, dừng lại trước một cái kiệu lớn dựa vào thành cung. Thanh Dương Tử, xin mời vào kiệu. Vừa nói vừa xốc màn kiệu thay cho Khương Vọng. Khương Vọng liếc nhìn bên trong, thấy trang trí rất khí thế, thế nhưng lại trống vắng. Ta còn tưởng thập nhất hoàng tử ở bên trong kiệu chứ. Khương Vọng thuận miệng nói, cũng không vào kiệu. Ông lão nói, cung chủ gặp ngài, đường đường chính chính, cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Đương nhiên là đợi tại Trường Sinh Cung rồi. Đây là cho Khương Vọng một viên thuốc an thần. Ta thấy thập nhất hoàng tử cũng là một người chính trực. Khương Vọng mỉm cười xoay người ngồi vào trong kiệu. Màn kiệu rủ xuống. Bốn tên kiệu phu nhẹ nhàng nhấc kiệu này lên, bắt đầu di chuyển. Trong lúc di động, không một chút rung chuyển nào. Khương Vọng tiện tay kéo cửa sổ nhỏ ra, cảm nhận được cơn gió nhẹ bùi hoàng hôn của thành Lâm Tri. Đương nhiên, cũng không bỏ sót cảnh tượng ở bên ngoài cỗ kiệu này. Mà ông lão mặc bộ quần áo hoạn quan màu đen kia, thì đưa hai tay vào ống tay áo, đi bên cạnh cỗ kiệu. Đưa tay lồng vào trong tay áo. Bình thường là do thói quen sưởi ấm bàn tay khi trời đông giá rét. Thế nhưng hiện tại mới là tháng 7, thời tiết không thể nói là lạnh. Huống hồ với thực lực của ông lão kia, chắc hẳn cũng đã sớm nóng lạnh bất xâm. Người trong Trường Sinh Cung này có lẽ đều sợ lạnh. Trong đầu Khương Vọng xuất hiện những suy nghĩ này rồi biến mất. Nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm điều gì cả. Một đường đi trong im lặng. Cỗ kiệu di chuyển rất nhanh. Khương Vọng mới vừa ôn lại đạo thuật Hoàng Giai, Long Hổ. Một lần thì cỗ kiệu đã dừng lại. Hạ kiệu. Đã tới Trường Sinh Cung. Ông lão ở bên ngoài nhắc nhở. Thế là Khương Vọng xoay người đi ra cỗ kiệu, đưa mắt quan sát. Thấy người trên cửa cung có một tấm biển dựng thẳng, có viết hai chữ Trường Sinh. Hai chữ này khi thế bàng bạc, nhất là nét sổ của chữ sinh kia, có một loại cảm giác đánh vỡ vòm trời, lại giống như là một người đứng ngạo nghễ hỏi thanh thiên. Hai chữ này là do bệ hạ tự tay viết, những cung khác đều không có. Ông lão ở bên cạnh giải thích, ở trong giọng nói ẩn chứa sự tự hào. Khương Vọng liếc mắt nhìn hai chữ này, cảm nhận được sự hào hùng rộng rãi ra, còn có sự mong đợi của một người cha đối với con của mình. Mong ước con trai Trường Sinh. Lối kiến trúc của Trường Sinh Cung rất đại khí đường hoàng. Cho dù có tại tối muộn cũng làm cho người ta có một loại cảm giác sáng tỏ. Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ theo sau lưng ông lão kia đi vào trong Sưởng Sinh Cung. Trên đường đi, cung nữ đi đều cười duyên dáng. Cung vệ tuần tra thì ngẩng đầu ưỡn ngực, tầm mắt khoáng đạt, hoa cổ đường đá đều sạch sẽ. Bầu không khí trong tòa cung điện này đều rất trong sáng, rõ ràng. Có câu nói là phòng ốc còn không quét dựa vào cái gì mà quét thiên hạ. Còn nói trị quốc cũng như là trị gia. Khí chất của người đang nắm quyền rất có khả năng thể hiện tại nhà của người đó. Đương nhiên lịch sử nói cho mọi người biết, trước khi chính thức ngồi trên chiếc long ỷ, có lẽ tất cả khả năng đều chưa hẳn là thật. Sau khi đi vào cửa cung thứ ba, trước một tòa thiên điện, những tiếng đầu tiên truyền vào trong tai và những tiếng ho kịch liệt. Những tiếng ho ngắn vội vã, kịch liệt lại liên tục, giống như sẽ hết hơi ngay lập tức vậy. Nghe được âm thanh này, người sẽ cảm thấy lo lắng, người này có thể ho ra cả tâm can
tuy phổi hay là không. Ông lão đi phía trước bỗng lóe lên, đã biến mất. Khương Vọng suy nghĩ, vẫn bước chậm đi vào tòa thiên điện này. Không sao cả. Trước khi bước vào thiên điện, hắn đã nghe được câu nói như vậy. Sau khi bước vào thiên điện, ngay lập tức hắn đã thấy được Khương Vô Khí. Khi đó Khương Vô Khí đang ngồi trước án thư, ở trên người mặc bao phủ một bộ áo choàng lộng lông chồn trắng thật dài. Có lẽ lời nói trước khi là đang khuyên giải ông lão phía sau hắn ta. Lúc này hắn ta vừa quay đầu lại, đón nhận ánh mắt Khương Vọng, vẻ mặt tái nhợt không chút hồng hào. Đã làm Thanh Dương Tử chê cười. Hắn cười nói, vẻ mặt thản nhiên, giống như không quan tâm bệnh tật của mình, cũng không cần che giấu điều gì vậy. Phía sau hắn ta là ông lão mặc bộ hoạn quan màu đen. Vẻ mặt của ông ta cố bình tĩnh, cũng không muốn lộ ra vẻ lo lắng cho người trước lo lắng. Bái kiến Thập Nhất Hoàng Tử. Khương Vọng chắp tay thi lễ, không có nói tới bệnh tình của Khương Vô Khí. Khương Vô Khí không cần an ủi. Khương Vô Khí ho hai tiếng rồi mới nói, ta nghe nói hôm nay Thanh Dương Tử vào cung, cho nên sai người tới mời, cũng không nghĩ tới thực sự có thể mời được khách quý tới. Hắn ta mỉm cười với vẻ thản nhiên, thế nhưng ta vẫn thử một lần. Khương Vọng khiêm tốn, làm sao mà Khương Vọng lại được tính là khách quý chứ? Ngươi là anh hùng của đại tề chúng ta, dương oai cho đại tề chúng ta, đương nhiên là khách quý cao quý không thể tả nổi. Khương Vô Khí nói, vừa đứng lên vừa tiện tay khép một cuốn sách trước thư án lại, đặt nó tại góc bên phải, nơi đó đã chồng lên một đống sách rồi. Thấy ánh mắt Khương Vọng đưa tới, hắn ta cũng thuận miệng nói, mấy ngày nay rất rảnh rỗi, cho nên đọc chút sách giải trí. Những câu chuyện về chí sĩ lấy lòng nhân ái, hiệp sĩ ác quỷ. À, sách giải trí. Khương Vọng thuận miệng nói. Khương Bộ Khí lại như là hào hứng điên hỏi, ồ, Thanh Dương Tử cũng thích đọc sách giải trí sao? Khương Vọng nói thật, à, cũng không đọc mấy quyền. Có lẽ Khương Vô Khí rất hứng thú với đề tài này nói, nếu không ngại thì hãy kể ra những quyền nào mà ngươi từng đọc đi. À, Khương Vọng đành phụ họa, Liệt Quốc Thiên Kiều Truyện. Sau khi nói ra tên truyện này, hắn cũng hơi tự tin. Dù sao thì cũng là sách giải trí mà Trọng Huyền Thắng đều thích đọc, sẽ không có kém đi đâu. Thế mà lại nhấn mạnh từ lần nữa, à, Liệt Quốc Thiên Kiều Truyện thật thú vị đấy. Vậy à? Khương Vô Khí mỉm cười nói, có thể tìm được quyền chuyện này cũng không có dễ dàng đâu. À đúng vậy. Khương Vọng biết nếu tiếp tục đề tài này sẽ lộ hết, mà lại không biết tại sao ánh mắt của ông lão kia nhìn mình cũng quá là âm u đi, cho nên vội vã nói sang chuyện khác. Không biết hôm nay điện hạ mời ta tới là có chuyện gì vậy? Thực ra cũng không có chuyện gì quá quan trọng. Khương Vô Khí cười dưới lớp áo choàng lông chồn này, giống như là một bức tượng ngọc yếu ớt, tựa như là chỉ cần gõ nhẹ có thể bể nát vậy. Hắn ta dùng ngón tay thon dài đè lên sách, bước ra khỏi thư án. Những chuyện mà hoàng tỷ đã làm vì ngươi, cô tự nhận khi ấy bản thân không thể làm nổi, cho nên cũng không có tâm tư chiêu mộ ngươi. Thanh Dương Tử không cần khó xử. Sau khi Trương Vịnh khóc từ đường, thanh danh Khương Vô Khí rớt xuống ngàn trượng. Ở trong triều đình không ít người lạnh nhạt nhìn tới. Thế nhưng giờ phút này, hắn ta bước đi chậm rãi, vẫn vô cùng tôn quý. Rõ ràng cũng đã về gầy gò yếu đuối, thế nhưng lại cho người ta một loại khí thế tuần sát non sông. Hắn ta khom tay, ngăn trước miệng, ho mạnh hai tiếng. Áo choàng lông chồn trên người cũng rung mạnh giống như sóng vậy. Hắn ta ngừng ho, sau đó ngước nhìn Khương Vọng, nói với giọng điệu nghiêm túc. Thanh Dương Tử, cô muốn nhìn xem ai mới là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Không biết người có thể đồng ý không? Mình xin nghỉ đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.